Collagen là gì? Tại sao có những người 40 tuổi mà nhìn như 30? Có những bạn 30 lại nhìn như 45? Thì làm thế nào để chúng ta có thể kéo dài được cái tuổi thanh xuân của mình lâu hơn và có được giữ được cái nét thanh xuân của mình dài? Bạn đã từng nghe nói rất nhiều sản phẩm về collagen, dầu gội collagen, viên uống truyền collagen, cấy tinh chất collagen. Vậy collagen là gì? Làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn một cách chính xác? Các bạn hãy cùng tìm hiểu với bác sĩ Hiếu qua cái video ngày hôm nay. Hello. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Hiếu. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube thì bác sĩ Hiếu có một fanpage là bác sĩ Hiếu và một cộng đồng chăm sóc da khoa học. Các bạn có thể tham gia vào cái group này để đón xem, nhận những cái cách chăm sóc da khoa học từ bác sĩ Hiếu. Ok, chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Thứ nhất, đầu tiên đó là collagen là cái gì? Chúng ta hãy hình dung như là khi các bạn đi ăn chân gà nướng này, hãy tưởng tượng như chúng ta đang đi ăn chân gà nướng. Hay là các bạn làm thịt gà thì có ở mỗi một cái mấu của một con gà thì có một cái phần chân gà ấy, nó có các cái đầu khớp và phần này ăn nó rất là giòn giòn sạch sạch trắng. Hoặc là các bạn ăn xương ống, ăn sụn thì ở mỗi đầu khớp nó đều có cái dịch trắng. Hoặc là khi các bạn ăn cái bì lợn thì cảm giác nó rất là dai. Vậy thì những cái yếu tố tạo nên cái sự săn chắc, dẻo dai của cơ thể thì nó sẽ có cấu thành của sợi collagen. Cũng giống như một sợi dây thừng thì collagen càng xoắn vào nhau nhiều hơn, số lượng sợi càng nhiều thì collagen càng sức khỏe, và số lượng collagen càng ít, kích thước của nó càng mạnh thì collagen mình càng yếu. Và mỗi một vùng cơ thể nó sẽ có những loại collagen khác nhau. Vậy collagen là gì? Bản chất nó cũng là một loại protein mà thôi. Collagen nó không chỉ có ở da, nó còn có ở khắp nơi trong cơ thể. Collagen có thể có ở trong mạch máu, có thể trong xương, gân, khớp, dây chằng. Mỗi một vị trí này cái kích thước của nó lại khác nhau. Trên thực tế thì có rất nhiều loại collagen, nhưng có 5 loại phổ biến nhất, đó là collagen type 1, type 2, type 3, type 5. Đặc biệt trong cái video ngày hôm nay thì bác sĩ Hiếu sẽ nói sâu hơn về các loại collagen ở trên da. Và collagen ở trên da sẽ có hai cái type phổ biến, đó là collagen type 1 và type 3. Ví dụ như đây là một cái loại. Thì ở trên cái nhãn của mỗi một loại sản phẩm thì người sản xuất sẽ ghi một cái loại collagen type nào trên cái nhãn đó. Tại sao như thế? Bởi vì là với những cái bạn cũng mong muốn uống collagen để trẻ hóa da thì cái loại của mình dùng nó cũng khác. Còn đối với những cái loại collagen uống để tăng cường chức năng của gân xương, làm cho gân xương mình chắc khỏe hơn, hay là tăng cường cái tính đàn hồi của mạch máu, thì cái loại nó cũng sẽ khác nhau vì có rất nhiều loại collagen. Và thực tế collagen có ở trong khắp mọi nơi trong thực phẩm. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu phần tiếp theo. Vậy thì collagen có ở đâu trong thực phẩm? Thế thì tương tự như ở người thì collagen có thể được cung cấp từ rất nhiều nguồn khác nhau, nguồn tự nhiên, nguồn tổng hợp. Người ta thấy rằng collagen có nhiều nhất là ở trong da của các loại động vật, da gà, da cá, da bò, da lợn, da trâu. Cái da cá thì cái collagen được cho rằng là hấp thu dễ nhất vì các bạn thấy cái da cá nó rất là mỏng, ăn nó dai và nó rất là ngon, nó không như là da gà, da lợn. Vậy thì các bạn có thể bổ sung collagen ở tất cả các nguồn khác nhau, nhưng chúng ta hãy thử hình dung xem nếu như các bạn ăn cái collagen của bò, của lợn vào trong cái bộ hệ tiêu hóa của mình rồi thì nó sẽ biến thành cái collagen gì? Nó có biến thành collagen người hay không? Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu vào phần số 3. Vậy thì các đường bổ sung collagen như thế nào? Như các bạn đã biết thì có rất nhiều các quá trình, con đường có thể bổ sung collagen vào cơ thể một cách hiệu quả. Có nhiều bạn chọn cho mình giải pháp đó là dùng dầu gội collagen để làm cho cái da đầu của mình nó khỏe hơn, để hạn chế gầu nấm. Có nhiều bạn thì chọn giải pháp là chúng ta hãy cấy collagen hay là bôi kem dưỡng chất có collagen để mong rằng collagen nó thẩm thấu từ bên ngoài da vào bên trong da. Và một điều cơ bản thì bạn nhận ra rằng collagen là protein, và protein thì kích thước phân tử sẽ lớn, nó không thể có thể làm sao xuyên thủng qua cái hàng rào của bề da của mình rất là nhỏ thế để đi xuống bên dưới cái lớp trung bì, vì collagen nằm chủ yếu ở lớp trung bì của da. Chính cái điều này làm cho các bạn bị lầm tưởng rằng collagen các bạn dùng đường dầu gội đầu, đường bôi nó cũng thành nấm màu da. Và khi các bạn dùng rất nhiều loại collagen như thế và không thấy hiệu quả, hãy đón xem cái video tiếp theo có sự hiểu giải thích kỹ hơn cho các bạn các thành phần của collagen. Vậy thì khi bổ sung mình nên bổ sung thành phần nào? Mỗi một con đường nó sẽ có những cái loại phù hợp khác nhau. Và đừng quên subscribe kênh bác sĩ Hiếu để đón nhận những cái video sớm nhất từ kênh này. Cảm ơn các bạn. Và sang phần cuối cùng của video này, đó là quá trình lão hóa của collagen. Vậy nếu như cơ thể chúng ta không có quá trình lão hóa, collagen không mất đi mà hằng định theo thời gian, có lẽ các bạn không cần phải bổ sung collagen đúng không? Collagen có nhiều nhất ở lớp trung bì, có hàng ngày có hàng trăm, hàng nghìn yếu tố làm cho da bạn lão hóa đi, không chỉ là vì tuổi tác của các bạn, còn vì rất nhiều các thói quen, cách skin care, cái cách chăm sóc da sai cách nó cũng làm cho da bạn lão hóa đi nhanh chóng. Và theo nghiên cứu đã chỉ ra rằng mỗi một năm sau độ tuổi 25 các bạn sẽ mất đi 1% của collagen. Tại sao có những người thì da mắt người ta lại già hơn da mặt? Có những bạn da cổ thì già hơn da người, có những bạn da người lại già hơn da mặt.
Mặc dù da người được mặc quần áo kín mít, các bạn thấy rằng là khi mà collagen nó mất đi thì hãy hình dung giống như một sợi dây thừng. Nếu như các bạn đã từng thồ hàng hồi nhỏ hay là theo bố mẹ chở hàng hay là gói ghém món đồ mình mỗi khi mà chúng ta di chuyển nhà cửa hay là chuyển đồ khi chúng ta là sinh viên đúng không, thì các bạn thấy rằng cái sợi dây càng nhiều sợi dây thừng càng bện chặt, collagen chúng ta càng chắc khỏe. Chính vì thế khi mà chúng bị đứt gãy mất đi thì trên da có rất nhiều dấu hiệu lão hóa, làm cho da chúng ta có thể chảy xệ, da chúng ta có thể nhăn nheo, có nhiều các cái rãnh nông, có nhiều các nếp nhăn tích chứ không phải nhăn động nữa. Và lúc đó thì chúng ta cần phải can thiệp bổ sung rất nhiều khác với nhau, và có vô vàn cách bổ sung collagen cho cơ thể mà làm cho da các bạn trẻ hóa hơn. Và không phải cứ uống bổ sung vào là tốt. Hãy nhớ rằng đồ ăn thực phẩm tự nhiên bác sĩ Hiếu luôn yêu thích hơn là đường bổ sung. Nhưng nếu các bạn không có thời gian ăn và các bạn ngại ăn thì chúng ta có thể dùng đường bổ sung, vì trong các nghiên cứu học người ta chỉ ra rằng collagen đường uống nó vẫn đang có rất nhiều hiệu quả. Và không sao, video sau bác sĩ Hiếu sẽ chia sẻ với các bạn và review một vài loại sản phẩm về collagen các bạn có thể tự tin để lựa chọn ở nhà và làm cho bạn trẻ đẹp hơn mỗi ngày. Nếu các bạn thấy cái video clip này hay, đừng quên like và chia sẻ đường link này để nhiều bạn biết cách làm đẹp khoa học hơn. Bác sĩ Hiếu xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.